Đàm Vĩnh Hưng được fan chơi lớn tặng cây mai cao 5m, trị giá hàng trăm triệu đồng. Nhận được món quà khủng, Đàm Vĩnh Hưng không khỏi sốc và cho biết fan đã thuê xe chở cây mai đến tận nhà chúc Tết. Mới đây, trên trang fanpage của Đàm Vĩnh Hưng, nam ca sĩ phấn khởi khi được fan cứng biếu tặng quà khủng dịp đầu năm mới. Cây mai có kích thước lớn được đặt trong chậu đắt tiền nên cần thuê nhiều người đến hỗ trợ. Trong livestream, nam ca sĩ mất một hồi ngắm nghía vị trí trí đặt cho thích hợp, anh so sánh chậu hoa to như bồn tắm có thể chứa được 2,3 người ngồi để hạ được trọng mai xuống đàm vĩnh hưng phải huy động đến 9 người anh chia sẻ tôi chưa bao giờ nghĩ tới fan sẽ đem cái cây to như thế này cho tôi đâu trời đây là giống mai cúc 150 cánh cây này quá khủng có giá đến mấy trăm triệu đấy cây mai mà tôi tưởng cây cổ thụ giọng ca nửa vầng trắng tiết lộ cây mai cao 5 mét bề ngang cũng phải 3 mét quá khổng lồ nên anh phải tận dụng khoảng trống trước cửa nhà để bày trí thời điểm livestream nam ca sĩ thu hút từ hơn 15.000 lượt xem trực tiếp anh còn hồ hởi giới thiệu quân viên nhà rất nhiều chậu cây hoa tết đẹp lung linh khác tất cả đều là những món quà mà người hâm mộ gửi tặng có fan còn chở hẳn một chậu đào lớn vận chuyển từ hà nội vào khiến nhiều người trầm trồ video của khoe chậu mai tiền trăm triệu của đàm vĩnh hưng nhận được sự chú ý lớn từ khán giả dưới phần bình luận nhiều nhiều chúc mừng anh rất có phúc khi được fan yêu quý tặng quà giá trị bởi cái chậu này cũng đã oách rồi chưa nói gì đến cây mai cây mai to lộc to năm mới cây mai đẹp quá độc nhất vô nhị luôn khán giả bày tỏ ý kiến. Đây không phải là lần đầu tiên Đàm Vĩnh Hưng nhận được quà có giá trị lớn như vậy. Vào dịp sinh, Mr. Đàm được một fan đại gia tặng 2,5 tỷ đồng tiền mặt. Trong căn phòng, nam ca sĩ bày ngập tràn hoa và túi quà đến từ các thương hiệu thời trang xa xỉ như Gucci, Alexander McQueen, Saint Laurent. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nóng 24 giờ. Xin hãy nhấn đăng ký và theo dõi những tin tức mới nhất.